Hồi sáng này vậy đi vô siêu thị để mua thịt cá mà vô quầy thịt trống trơn à. Dạo thì mua được cái gói bột lá sâm này, thôi thì coi như cũng có thu hoạch. Giờ để Vĩ lấy cái gói này làm ăn thử nha. Ở trong cái gói bột lá sâm này thì người ta có cả cái túi lọc nữa đó. Theo như người ta hướng dẫn thì mình sẽ dùng 1 lít nước lọc bỏ vào trong cối xay, bật cho máy chạy rồi rắc từ từ cái gói bột lá sâm vào. Xay chắc tầm khoảng 5 phút là được. Mình sẽ lọc qua cái túi vải mà lúc nãy người ta có cho kèm ở trong cái gói đó mọi người. Lọc xong thì mình để im ở trong tô khoảng 10 phút là mình đã có xương sâm để ăn rồi đó. Ở dưới quê mấy cái lá xương sâm tươi quá trời luôn. Còn ở Sài Gòn kiếm lá tươi chắc khó mọi người ha. Rồi sau 10 phút á thì xương sâm của mình đã đông lại rồi nè. Để Vi cắt ra rồi cho vào tô ăn chung với đá. Cái xương sâm này nè mà mình cho vào trong tủ lạnh để nó lạnh lạnh ăn cũng ngon lắm luôn á. Xương sâm này mấy bạn biết ăn với cái gì là ngon không? Mình phải có nước cốt dừa thật là béo, nhưng mà bữa nay là Vi không có kiếm được nước cốt dừa tươi luôn á. Cho nên là Vi sẽ cho vào xương sâm một ít đường và một ít nước cốt dừa đóng gói sẵn. Cuối cùng á là Vi cho thêm một ít đá nhuyễn lên trên nữa, ăn lạnh lạnh cho nó ngon. Nếu mà xương sâm làm từ lá tươi là 10 điểm thì Vi cho cái tô xương sâm này là 8 điểm. Ngon không kém đâu nha.